Đồng Quốc Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì tôi xin giới thiệu quý vị bộ cuốn thư câu đối Lục Tích Ngũ Phúc Kim Tiền, là cái còn gọi là kiểu Khánh Thư. Và hai câu đối đó là đôi phượng trầu, lục chạm rất đẹp. Và bộ cuốn thư này chúng tôi là khảm chân xí ốc hết, toàn bộ khảm ốc đỏ. Quan sát vị xem, toàn bộ khảm ốc đỏ hết. Đi bộ chi tiết cái chiếc Khánh Thư này, do gọi là Khánh Thư hoặc cuốn thư được. Nhưng đây cái bộ này chúng tôi làm theo kiểu chiếc Khánh, hay gọi là Khánh Thư, lục năm con rơi, tức là ngũ phúc kim tiền, thì ngũ phúc kim tiền cài đồng tiền. Và toàn bộ ba chữ ở giữa chúng tôi khảm toàn bộ trần xí ốc hết và sơn nặng cổng quy. Ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang. Xem chi tiết đây, ốc rất đỏ và đẹp. Không chưa? Đợi tí nữa. Ở đây là chiếc cuốn thư ở bên cạnh. Đấy, đục đôi phượng rất là đẹp. Đôi phượng trầu đang bay rất đẹp. Thôi chị dựa đi, dựa vào ghế này, đã dựa vào ghế. Và bộ Khánh Thư này chúng tôi khảm ba chữ giữa là Đức Lưu Quang. Và bên tay phải vị nhìn là Tổ Công Tông Đức Thiên Liên Thịnh. Và bên tay trái vị nhìn là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Cái này chúng tôi khảm ốc đỏ, nhìn tư phía đều màu đỏ. Để quay cho quý vị xem, nhìn thẳng màu đỏ và nhìn như ra màu xanh rất là đẹp. Ở đây toàn bộ khung cảnh Đỗ Thành Luân đang làm việc. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ ra chúng tôi theo số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Quý vị đang xem video clip đang quay tại cơ sở 1, khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây đi. Góc quay nghiêng, quay quý vị xem được cái đường nét khảm ốc rất là đẹp. Đấy. Nhìn nghiêng màu xanh rất là đẹp, nhìn thẳng là một màu đỏ. Và nhìn mỗi tư thế nhìn nó ra màu khác nhau, ra thành màu ngũ sắc, bảy sắc của vòng luôn,
rất là đặc sắc với Cà Mốc rồi. Để quý vị có nhu cầu liên hệ cho chúng tôi và hỏi bộ này, bộ Khánh Thư, bộ Cuốn Thư Đục Ngũ Phúc, tức là 5 con rơi, cuốn là 5 góc, tức là đục, tức là ngũ phúc kim tiền. Đúng rồi, xin được kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị.